Đồng Phúc xin chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Việt News in Arizona, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Ngày hôm nay thì Đồng Phúc xin mời quý vị cùng theo dõi một số bản tin nhanh. 401 người bị lây nhiễm và 6 người tử vong do siêu vi khuẩn Vũ Hán tại Arizona. Các cơ sở thương mại mở cửa thêm giờ dành cho người cao niên. Điện, nước, ga, phone, cable sẽ không cắt và không bị tiền phạt khi nộp trễ trong 2 tháng. Người bị lây nhiễm và 6 người chết do siêu vi khuẩn Vũ Hán tại Arizona. Theo tin từ Sở Y tế tiểu bang Arizona, trong ngày hôm nay, mất 25, tổng cộng 401 người bị lây nhiễm tại Arizona. Và nhiều nhất là Maricopa County với 251 người, gồm 6 người chết. Lứa tuổi bị lây nhiễm nhiều nhất đó là từ 18 tới 39 tuổi, chiếm 38%, và 40 tới 59 tuổi là lứa tuổi thứ hai, chiếm 33%. Và như quý vị được biết, Arizona gồm có 15 county, và county Maricopa hay là Maricopa County là một county mà có số người bị nhiễm cao nhất, đó là 251 người. Và Maricopa County gồm 39 thành phố, và 39 thành phố này là những thành phố đông dân cư cũng như đông người Việt chúng ta đang sinh sống. Đó là Phoenix, Tempe, Mesa, Chandler, Gilbert, Sun City, Scottsdale, Glendale, Avondale, Chandler, Surprise, Litchfield Park, vân vân. Cho nên hãy cẩn thận ở nhà, cách ly và rửa tay thường xuyên, không chạm tay dơ vào mắt, mũi, miệng. Và khi ra ngoài thì cách xa 6 feet, che miệng khi ho, và đặc biệt là hạn chế không ghé thăm những người thân của mình là những người cao niên. Những cơ sở thương mại mở cửa thêm giờ dành cho người cao niên. Và như quý vị được biết, những người cao niên thường khó khăn khi đi mua sắm và phải tranh với những người trẻ tuổi hơn. Và để giúp đỡ cho những người cao niên dễ dàng mua sắm, các chợ sau đây sẽ mở thêm giờ để giúp cho những người cao niên có thể mua sắm dễ dàng hơn. Thứ nhất là AJ Five Foot, Basha, Food City, Target. Những chợ này sẽ mở cửa từ 5 tới 6 giờ sáng vào mỗi thứ tư và chỉ dành cho người cao niên. Những chợ như là Big Lots, Dollar General, Whole Foods, Trader Joe's thì mỗi tiếng đầu ngày thì sẽ dành cho những người cao niên. Riêng Costco thì mở cửa từ 8 tới 9 giờ sáng dành cho người 60 tuổi trong ngày thứ 3 và thứ 5. 60 tuổi trở lên, từ ngày thứ 3 và thứ 5 thì mở cửa 8 tới 9 giờ sáng dành cho những người cao niên. Riêng chợ Five thì từ thứ 2 cho tới thứ 5 sẽ mở cửa từ 6 giờ tới 7 giờ sáng dành cho người cao niên. Chợ Safeway, Sam Club thì từ 7 tới 9 giờ sáng thứ 3 và thứ 5 sẽ dành cho người cao niên. Và sau đó là những người các lứa tuổi khác. Walgreens thì mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ sáng trong ngày thứ 3 dành cho người 55 tuổi trở lên. Và Walmart thì mỗi tiếng đầu tiên của ngày thứ 3 thì sẽ dành cho người cao niên. Điện, nước, ga, phone, cable sẽ không cắt cũng như bỏ lệ phí đóng trễ trong 2 tháng. Tin từ Arizona Family, tính từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 thì các công ty điện, nước, ga, cable sẽ không cắt cũng như không cộng lệ phí đóng trễ cho những người không trả được trong thời gian này. Các công ty như là ATS, AT&T, CenturyLink, Cost Communication, Phoenix Water Service, Southwest Gas, Spring, SRP, T-Mobile, Verizon. Và tuy nhiên, riêng với T-Mobile thì sẽ có dịch vụ free data cho smartphone cũng như hotspot data for student. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những cái mạng lưới hay là có cái phương tiện làm việc chung với T-Mobile thì hãy gọi với họ và liên lạc để chúng ta có những cái dịch vụ free data trong smartphone trong vòng 2 tháng cũng như hotspot data for student. Lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình những tin nhanh trong ngày, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới.